Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để khắc phục một cái lỗi nhé. Đó là cái lỗi error true account while loading the server VM. Cái lỗi này thường xảy ra khi chúng ta cài đặt edit của CMM. Đây là nó xảy ra khi chúng ta cài collection của nó. Đây, đầu tiên là chúng ta cần phải tải và cài hai cái file như sau. Phải Java thôi, nhưng mà chúng ta phải cài đồng thời cả Java JDE và Java JDK, hai bản báo cáo của mình. Các bạn nên dùng cái này. Tải của nó mình sẽ để ở dưới phần miêu tả nhé. Đây mình đã tải được rồi. Phần JDE mình đã cài rồi, bây giờ mình sẽ cài nốt Java JDK nhé. Dùng để nó các bạn lại một chút đấy, nó đã cài xong rồi đấy. Các bạn đặt chạy thử cái này xuống đây chưa? Các bạn thấy vẫn đang lỗi. Bây giờ mình kiểm tra lại. Đây, nó đã cài vào đây rồi các bạn ạ. Bây giờ mình cần phải làm thêm một bước nữa, đó là tạo một biến mới cho nó. Các bạn làm giúp PC này, Property này và Advanced System Setting. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái môi trường đây. Mình sẽ tạo thêm mình đầu tiên là Java Tone Option. Về nội dung của cái này thì mình sẽ để dưới phần miêu tả các bạn để có mà thôi nhé. Ok, tiếp theo chúng ta đi xuống dưới vào phần bạn, chúng ta xuống dưới, chúng ta vào dưới phần bạn edit, chúng ta sẽ xóa hai cái đường link trên này đi. Chúng ta sẽ tạo một cái đường link mới cho nó. Chúng ta cần một C nữa. C này, program file này, nó là chúng ta sẽ vào phần JDE trừ 1.8 này, vào file min, chúng ta sẽ có được cái link này, có quay lại, chúng ta sẽ tạo thêm một cái mới cho nó, hết, ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái này. Đấy xem sao. Đấy, các bạn đã thấy đấy, nó chạy được rồi đấy. Các bạn hãy thử làm thử đi, tôi xem sao. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy cho mình xin một like. Và nếu có thể để cho mình xin một clip và quảng cáo ở cái video này nhé. Nếu hơn nữa thì donate cho mình vào cái app là mình để trên video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.